Hello, chào đại gia đình nha. Rồi Sơn Sàm quay trở lại drama đây. Hôm nay thì cũng thông tin về một cái nhân vật chính tên là Hàng Gió Đá nha. Rồi cùng với anh Lực Gia, Lực Gia Ba Quy Đầu, Trần Thu, Trần Đình Thu. Ok, cũng thông tin cũng sốt dẻo cũng nóng nha quý vị ơi. Mở màn em hát cái cho nó vui. Lâu nay bỏ bê âm nhạc quá, không có giải trí gì hết trơn trội nha. Rồi cho em xin một phút để giải trí hát hò. Đi ăn nhau là đừng dắt vợ, thằng nào dắt vợ là nghỉ chơi. Còn em gái dắt theo em ba con cũng được, hay em nuôi cũng được, nhìn thấy được là cho vào chơi. Đẹp tao mới cho chơi, xấu là tao đuổi về. Nếu mà nó không về thì tao về tụi bay ngồi chơi. Đi ăn nhậu là phải tốn tiền, sợ tốn tiền là đừng đi. Tiền nào có xa chi, ăn nhậu xong có dài xì. Ăn nhậu xong có dài xì, cái mặt bị xỉ thì ta đừng đi. Ê, đào vừa ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào. Đào vừa ra bông, người ta mới kêu là bông đào. Đào chết đi, đốt ra cho ta kêu là tro đào. Ủ tro thành phân, người ta kêu là phân đào. Như cái răng sao ăn kẹo dừa đó, lâu quá không đờn nó hư hết trơn tay nè quý vị, nó sưng hết trơn nữa. Mình ngón tay của em á, hồi xưa nó chai hết, bây giờ bỏ lâu quá rồi cái bây giờ nó sưng tay lại hết trơn trọi. Mới nghe anh Lực Gia Trần Đình Thu anh phát trực tiếp đây đó, tôi nghe tôi cũng tôi nhức cái nách qua tôi làm cái clip. Nghe này, mẹ chào bà con vào, bà con vào chào hỏi đi. Chào hỏi xíu đi. Anh nói tình hình ok nha. Tình hình nè, nói chung tình hình Hàn Ni rất ok. Dữ à. Tôi đã dự đoán là rất ok rồi nha bà con. Rất ok rồi. Rất ok. Tôi đã dự đoán là ok rồi. Anh Trần Đình Thu là lúc nào cũng quá căng. Quá căng gì đây? Rất ok. Quang fan à. Trong khi báo là cứ để là fan của chị sao cứ hay. Đều quý vị nè, tiếp tục đề nghị truy tố Đặng Thị Hằng Ni, Trần Văn Sĩ. Cái tiêu đề người ta đã giật như thế rồi mà anh cũng nói rất ok, rất ok. Hay anh nói liên thiên quý vị. Liên quan bí mật đời tư mà coi như là khởi tố cái gì? Cái vội vã ở đây là gì? Nhẽ ra khởi tố và cho tại ngoại, chỉ ở đây khởi tố và bắt luôn. Cái bắt đó mới là nghiêm trọng. Bắt đó mới là nghiêm trọng. Là vấn đề vào một sự việc đã rồi. Quý vị thấy là anh Trần Đình Thu này bây giờ anh đã có cái dấu hiệu ha, cứ để cho anh nói, anh càng ngày bắt đầu anh càng nói bậy. Càng ngày thì anh sẽ càng đi vào cái vết xe đổ của những cái anh luật sư ở bên Thiền Am đó quý vị. Là gì đó, đi binh vực những cái người mà bị khởi tố đó, hoặc là nói xấu cơ quan chức năng, đúng không? Đó, nói cơ quan chức năng sai cái này sai cái kia nha. Đó, cái đường của ông nội này đi thấy tào lao rồi, đúng không? Cái gì rần rồi, người ta đã đưa ra là người ta đã có cáo trạng và đề nghị truy tố rồi, tội rõ rành rồi, đúng không? Cái câu chuyện ở đây là ai sai thì cũng phải xử lý thôi, đúng không? Như trong cái quá trình mà gọi là làm cái này làm cái kia, đi như chị Hằng cũng có những cái sai, nói có những phút không kiềm chế được cái cảm xúc của con người mình á, thì chị Hằng cũng đã trả giá bằng một cái bản án rồi. Còn tất cả những người còn lại á, ai sai thì cũng bị sự trừng trị cũng như là sự xử lý của pháp luật, đúng không? Luật pháp là dành cho tất cả mọi người. Bây giờ mà những cái kênh YouTube như là Trần Đình Thu này nè quý vị, anh này thì ảnh sinh sau để muộn thôi, ảnh mới vô drama sau này thôi. Nhưng mà hiện tại là ảnh hoạt động năng nổ nhất sau khi những cái kênh kia bị nắm thóp.
những cái kênh như là Bảy Gà, Kim Mao TV, rồi Lan thì cũng có thể là bị hạn chế ra video rồi. Lan bây giờ nó chỉ đăng tab cộng đồng thôi là nhiều nha. Đó, Thanh Trần, rồi Duyên Mai, rồi Bà Diệp, rồi nói chung là Phan Phong, Thám Tử Cao đồ, bây giờ nó có dấu hiệu là nó đã bị giờ sờ gáy đó, cho nên nó ít nói, ít đề cập. Còn anh này anh mới vô sao cho nên ảnh hăng lắm, ảnh hăng như chó đứt xích đó. Và cái ảnh cũng lâm le đi theo cái kiểu là bôi nhọ vu khống bà Hằng, nói theo cái chiều hướng là nói xấu cho bà Hằng và đặc biệt nói đỡ cho những người bên kia. Cũng có thể là trong một cái ổ nhóm, cũng không có trật đâu quý vị, rất là thân nhau, hình ảnh rồi ăn chung uống chung rồi nói chung đi chơi chung là nguyên rất có hết trơn á, cơ quan chức năng người ta có hết, cho nên những cái động cơ là người ta sẽ làm rõ ha. Bây giờ mà anh còn đi bên vực, anh nói là Hằng Ni là ok ổn không sao đó, cơ quan chức năng người ta xử lý vậy là hơi vội vã hoặc là có những gì đó bla bla, nói chung là anh nói về Ni và Sĩ là như thế ha. Còn riêng tôi thì tôi chỉ đưa những thông tin nào mà cơ quan chức năng người ta đưa thôi, báo chí cũng đã đồng loạt đưa rồi. Đó là em Ni và anh Sĩ chúng ta là đã chuẩn bị khởi tố và cái khung thì rõ ràng là cái khung 2 năm đến 7 năm. Thì nó cũng ở giữa giống như Thiền Am vậy đó, tầm 4 năm rưỡi ha. Còn người ta điều tra mở rộng thêm rồi những cái này kia nữa thì ok, cái đó phải chịu thôi. Còn bây giờ đừng có lên đây mà dẫn dắt dư luận, đúng không? Đó, ngay lúc này mà anh Thu anh còn dẫn dắt dư luận quý vị. Anh Trần Đình Thu lúc này anh còn dẫn dắt dư luận nha. Đó, anh còn nói là không sao đâu, Hằng Ni rồi phải sắp tới là không sao, sẽ được thả về rồi ha. Rồi những cái gọi là những cái fan của tụi Lương nó còn vô nó comment là trời ơi tội em Ni quá. Bây giờ sao đây? Nếu bây giờ em ấy về thì công việc của em ấy sao, đã thân bại danh liệt rồi, ai là bù đắp được sự mất mát này, thương em rồi này nọ, hãy tìm lại công bằng cho em ấy. Trời ơi, đúng là cái u mê u muội đúng không? Giờ này người ta đã chuẩn bị có cáo trạng, người ta truy tố rồi, chuẩn bị tới ngày ra tòa thôi. Hôm bữa xét xử chị Hằng đó quý vị thấy không đó, bà Ni có mặt đó, bà Ni còn phải đeo còng số 8 mà đó, là quý vị đã hình dung được chưa ha. Đó, đọc lệnh bắt rồi người ta có hết trơn trọi rồi thì thôi, chúng ta phải ngồi đây, chúng ta phải chờ, chúng ta phải lắng nghe cơ quan chức năng người ta sẽ tiến hành những cái bước gì tiếp theo, rồi có tội hay không có tội thì chúng ta phải ra chờ ngày ra tòa. Ra tòa thì nó sẽ có nhiều cái quy trình đúng không? Đó, phải có cáo trạng của viện kiểm sát, rồi sẽ có luật sư bào chữa, rồi sẽ có những cái này kia kia, rồi cuối cùng là người ta phải tuyên án, đó là cái quy trình mà. Không có cái bây giờ ngồi lên đây nói liên thuyên à, nói muốn nói cái gì lúc đó ra tòa nói. Bây giờ cái ông nội Trần Đình Thu này liên thuyên, tôi nói thiệt quý vị liên thuyên. Không biết hết chủ đề hay nói ông nội này, bây giờ ông nói tùm lum hết trơn. Cái gì ông cũng biết hết trơn á, mà hình như là không biết nhục chứ không biết xấu hổ hay sao quá nha. Ok, mấy anh chị nhớ kết bạn cái Zalo này mua hàng ủng hộ em nha. Đó, tại vì lâu lâu bán vắng ế quá trên tranh thủ quảng cáo xíu, quý vị quên mất em tưởng em không bán hàng. Em vẫn bán những sản phẩm Nhật Bản trong đây nha quý vị. Đó, sức khỏe làm đẹp collagen rồi những cái hoạt huyết dưỡng não rồi dầu nóng xoa bóp salon bath của Nhật ở trong Zalo này, kết bạn Zalo nha. Đó, kệ lâu lâu quảng cáo nhẹ cái để quý vị không quên em. Rồi quay trở lại thì anh Thu này bây giờ ảnh còn nói là khả năng lớn là Hằng Ni sẽ được về rồi này nọ kia các kiểu. Trời ơi, người ta sắp sửa người ta ra tòa rồi. Tôi nói quý vị không lầm, nếu mà tôi nói không lầm nha, tôi dự đoán thì cũng gần chính xác thì tầm khoảng 2 tuần nữa, giữa tháng 11 hoặc là gần cuối, khoảng 2 tuần nữa thôi thì cái phiên tòa này sẽ diễn ra rồi ha. Đó, đừng có bao giờ mà gọi lên đây mà dẫn dắt dư luận. Đó, quý vị thấy một cái tấm gương trước mắt là những cái luật sư mà bên Thiền Am chưa? Quý vị thấy những cái luật sư bên Thiền Am chưa? Đình Mạnh rồi Đào Kim Lân rồi đó. Đó, bây giờ là bỏ chạy rồi, người ta cơ quan chức năng người ta cũng đã truy nã rồi, trốn mất tiêu rồi, chắc ra nước ngoài luôn rồi. Thì coi như là chỉ có con đường là bỏ xứ mà đi thôi. Đó, bắt đầu cơ quan chức năng người ta đã có những cái cáo trạng rồi này nọ bên Thiền Am đó. Rồi bắt đầu làm luật sư thì làm tròn cái bổn phận luật sư đi.
luật sư thì công việc của luật sư là tìm ra những cái nào lợi thế nhất cho thân chủ của mình ha, để mà mình làm tròn cái bổn phận của một luật sư. Đằng này luật sư bắt đầu về là tạo kênh YouTube rồi tung những cái hồ sơ này nọ lên trên mạng, rồi bắt đầu là giống như là dẫn dắt dư luận, rồi nói xấu cơ quan chức năng bla bla các kiểu, không là cũng có cái dấu hiệu gì ở trong đó là nghe cái nói lệch cái đường liền. À, cho nên đó là một cái luật sư, mà luật sư của Thiền Am là cũng là một cái bài học đó quý vị, à, một cái bài học. Cho nên bây giờ thì mấy anh luật gia Trần Đình Thu này anh cũng có cái dấu hiệu như thế nha. Đó thì anh này thì tôi nói mình trước sau gì anh cũng dính chưởng à. À, bây giờ anh nói liên thuyên, anh này anh thèm view lắm quý vị, anh cần view lắm, anh cần view lắm nha. Anh làm bất chấp, anh làm YouTube anh làm bất chấp, cái gì anh cũng cắn được hết, phim gì ra anh cũng chửi được rồi, cái gì Hồng Loan, Vũ Linh rồi anh cũng lên anh nói liên thiên lên, anh không hề biết gì cái anh không rành về cái mảng đó, anh cũng nói câu view mà đó. Rồi định cái bà nào mà đái bậy ở ngoài chợ bị quản lý chợ bắt, anh cũng lên anh chửi nữa, cái thứ gì anh cũng cắn được hết. Rồi bây giờ Hằng Ni anh cũng cắn, rồi anh cũng cắn, anh nói anh binh anh nói liên thiên, bởi tôi nói trước sau gì anh này anh cũng gọi là cắn đụng dây điện, đúng không? Lên nói bậy nói bạ, nói nhiều quá, nói dai nói dài, thành ra nói dại đó. Đó anh Trần Đình Thu này nè, bắt đầu bữa nay anh nói liên thiên, mà đặc biệt á anh cũng ma mạnh lắm. Anh cũng nghĩ là anh biết luật thì anh chơi kiểu là anh không xuất hiện mặt, anh không có ló cái mặt anh ra. Anh nghĩ là giống như là bây giờ anh chơi cái kiểu đó là cơ quan chức năng sẽ không làm gì được ảnh nha, nhưng mà không có đâu. Anh ở đâu người ta dám định giọng nói, người ta dám định cái kênh, cái định danh, cái kênh YouTube anh, cái tài khoản Gmail của anh, cái thiết bị anh ghi hình rồi này kia kia nọ, người ta nắm đầu hết anh ơi. Anh luật gia gì bệnh kỳ vậy? Luật gia gì phải đưa tin là đưa tin đúng sự thật. Ra cái không gian mạng bây giờ người ta làm, người ta rất là chặt chẽ. Ví dụ thấy như cái vụ của người mẫu Ngọc Trinh vừa rồi đó quý vị ha, đó là chúng ta mới thấy người ta làm rất là căng đó, những cái gì mà phát tán trên không gian mạng đó, nói cái gì đó, hành động cái gì đó, đăng tải cái gì đó, nó đều phải trong một cái phạm vi cho phép đàng hoàng đó, chứ không phải là kêu là muốn nói là cái gì nói đó. Mình tự do ngôn luận, mình làm cái gì làm, nhưng phải trong phạm vi cho phép nha. Lên đây dẫn dắt dư luận, cầm đèn mà chạy trước ô tô đó để mà đưa khán giả đi đến này đến kia đó, bây giờ nói là bây giờ khứa này khứa lên, khứa livestream nó cũng khứa cũng có cái tư tưởng giống vậy đó quý vị. Nói là Hằng Ni là bị nhẹ không bị gì, tại sao mà gọi là như thế, tại sao lại bắt rồi các kiểu, rồi tôi nghĩ là không sao đó. Nói chung trong cái buổi livestream của ổng mà quý vị nghe, mà ai mà cái vô kênh của ổng coi thì sẽ hiểu được cái con người của ổng như thế nào, cái động cơ của ổng như thế nào, cũng y chang vậy thôi ha. Đó rồi cái câu chuyện của em Lan thì cũng vậy đó quý vị, thấy không? Nó có một bài một thôi, nó không có khác nhau bao nhiêu đâu. Nó ngay cả ông Bảy Gà cũng vậy thôi. À, Thám Tử Cao, Phan Phong rồi Lê Minh rồi, nói chung y một Happy Media rồi đó. Một người nào mà không quen không biết mà đi chửi bà Hằng Giống Dũng, chửi 2 năm trời, càng ngày chửi càng mạnh, dùng những cái từ ngữ gọi là nhục mạ các kiểu, đúng không? Cái đó là không phải là mâu thuẫn cá nhân. À, khi anh yêu thương hoặc là anh ghét ai đó, anh chửi 1-2 ngày thôi, hoặc anh chửi đã cái nư anh thôi. Đó, bây giờ họ đã ở trong đó, bà Hằng mà ở trong đó 2 năm mà không nói một tiếng nào. Bây giờ tụi nó vẫn chửi hàng ngày, thậm chí có ngày chửi 3-4 clip. Một ngày đăng 4-5 cái tab cộng đồng. Đó, cái đó không phải là mâu thuẫn cá nhân. Đó, cái đó không phải là yêu ghét. Đó, mà cái đó gọi là gì? Cái đó là cố tình gọi là hạ thấp, nhục mạ, giống như làm mất uy tín, chà đạp cái danh dự của người ta. Vì một cái tổ chức hoặc là một cái đám người nào đó có mâu thuẫn với ông Dũng và bà Hằng đó, cho nên á bây giờ họ quăng cái mấy cục xương ra cho cái đám này nó gặm, rồi nó gâu là nó chửi hàng ngày, đúng không? Nó làm để nó có cái gì nó bỏ vô miệng đó, tại vì á tụi nó không kiếm tiền YouTube, không bán hàng online, thì tụi nó sẽ có một cái động cơ khác để nó làm việc đó. Còn như Sơn Sàm thì nói rõ cái mục đích ban đầu của Sơn Sàm rồi, làm là gì? Làm YouTube, tôi làm cái công việc này là nghề của tôi rồi đó, rồi tôi sẵn á, rồi tôi bán hàng online, ví dụ bà con thương tình ủng hộ tôi thì đó là cũng là một cái con đường của tôi, đúng không? Cái động cơ của tôi để tôi làm YouTube, đúng không? Tôi không có dẫn dắt ai, tôi không nói xấu ai, tôi đưa những thông tin chính xác cho quý vị thôi đó. Đặc biệt ví dụ như tôi cũng theo dõi drama này thì tôi nói á, ai thì cũng có cái lỗi, đúng không? Đặc biệt là những cái gì ai sai thì sao pháp luật sẽ xử lý, nhưng mà những cái gì mà người ta làm tốt đẹp đó, người ta đóng góp cho cộng đồng nhiều đó quý vị, là mình phải lan tỏa, mình phải biểu dương, đúng không? Người tốt vì tốt mà
đó, đơn giản như là chuyện của chị Hằng à, giúp biết bao nhiêu đó là trẻ em rồi đóng góp bao nhiêu cho cộng đồng, mình phải tung hô, mình phải lan tỏa ra, đúng không? Còn câu chuyện của chị thì ví dụ như chị không kiểm soát được bản thân thì nếu mà có vi phạm gì pháp luật thì ok, ok pháp luật cũng đã xử lý rồi, cái chuyện đó chuyện đương nhiên, ai cũng là như mình, không có cổ xí cái gì, nhưng mà gọi là phải tuân thủ pháp luật, và đặc biệt những cái gì tốt mình phải tung hô, mình phải lan tỏa, mình phải góp phần vào để mà cho đưa cái tốt hơn đến với xã hội mình, đúng không? Đó. Còn không phải là kêu là những cái đám quỷ đám yêu kia là nó cứ đè người ta xuống, nó nhục mạ, nó bôi nhọ người ta, để nó cố tình nó dìm người ta xuống, nó chà đạp danh dự nhân phẩm người ta, nó hạ thấp uy tín của doanh nghiệp người ta xuống vì một cái mâu thuẫn cá nhân nào đó, đúng không? Là mình không chịu được, đúng không quý vị? À, rồi ok, cảm ơn bà con nhiều nha. Rồi cuối video clip thì Sơn Sà cũng xin giới thiệu một vài sản phẩm Nhật Bản của em. Đó, hàng chuẩn chất lượng đàng hoàng nha. Đó, sức khỏe làm đẹp, và mời các cô chú anh chị xem qua. Rồi, xin kính mời. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sà cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sà cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe làm đẹp. Ok, thì đây là Sơn Sà xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây. Giải độc gan, các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều đó, gan nhiễm độc à, và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B và nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu, thì đây cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình uống mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á, là gì à, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, hộp này uống hơn 2 tháng nha. Nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi, thì một hộp này là 300 viên đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên, gì mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn đó. Cái này là lá tía tô không à, 100% lá tía tô quý vị đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn, 750 ngàn, dạ dày cô qua này 750 ngàn nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là gì, đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen à, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè. Đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên, hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2,150 triệu, 2,150 triệu nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng rồi nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó bị béo á, béo lâu năm mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi, một liệu trình là xuống được 6-10 kg nha quý vị. Rồi, một hộp này là một liệu trình là 2 tháng. Đó, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi, liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu. 2,6 triệu nha quý vị. Đó, 2,6 triệu. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè. Rồi phế hư nè. Rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè. Đó, rối loạn đồ các kiểu đó. Thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó. Cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 180 viên. Đó, cái này là 2,850 triệu, 2,850 triệu nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập. À, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp, các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè, đó những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt. Sụn cá mập 6-1 nha, hộp này 300 viên luôn đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi 3,750 triệu, 3,750 triệu nha. À, rồi tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn, hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não,
À, cái này ai cũng bị nha. Đứng lên đầu óc mình nó quay vòng 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 đó, hoa mắt chóng mặt đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não. Thì cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3,5 triệu nha, 300 viên. Rồi tiếp theo là gì? GABA hỗ trợ giấc ngủ nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị. À, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm à, thì đây cái này là thảo mộc thảo dược của Nhật Bản đây, viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi hộp này uống 2 tháng 1,750 triệu, 1,750 triệu. À, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em à, từ 5 đến 12 tuổi, một liệu trình là 3 hộp, hỗ trợ về canxi tăng chiều cao đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bonbon đây, cái này là 1,750 triệu, 1,750 triệu nha. Đó, rồi Natto Kinase đây, cái này là siêu phẩm này, siêu phẩm này. À, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha, mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi một hộp này là 300 viên, à, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi hộp này là 300 viên, 3,850 triệu, 3,850 triệu. Natto Kinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi 3,850 triệu. Rồi còn nữa quý vị, rồi đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha, dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bức rất khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó nó làm mát gan nè, đó da dẻ hồng hào nè, đó cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi cái này là 1,150 triệu, 1,150 triệu. Rồi tiếp theo là cái miếng giang chân đây, đó miếng giang chân thải độc. Khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm hai cái bàn chân mình vô trong cái thau nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán hai cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là hai cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị. Đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha, hộp này 36 miếng, khi nào mệt dán hai miếng nha quý vị. Rồi 950 triệu, 950 ngàn, 950 ngàn đồng. Đó, rồi và tiếp tục là cái nano trị gút. À, gút đây, nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay ngón chân nó sưng rồi đó, à, thì cái này là nano anserin trị gút nè, nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. À, rất là tốt, mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%, cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2,1 triệu nha, 2,1 triệu. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bánh sơn sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.